Ngay trong đêm qua, Việt Nam đã được xướng tên trở thành Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu liên lục địa. Lê Nguyễn Ngọc Hằng, em sinh năm 2003 tại thành phố Hồ Chí Minh, là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 với hình thể và khuôn mặt đẹp cùng khả năng tiếng Anh lưu loát. I'm your Miss Intercontinental Vietnam 2023, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, and I'm ready to conquer the crown. I'm here. You know what? Maybe before I went to Egypt, I have told to my people that I want to bring the most beautiful images of Vietnamese women, the most authentic of the beautiful culture of Vietnam. Cùng với tài năng đa dạng là hát hay, nhảy đẹp. Và cả đai đen của bộ môn võ thuật Karate Do. Với rất nhiều sự nỗ lực, cố gắng và bản lĩnh, Ngọc Hằng đã có thành tích xứng đáng. Chúc mừng Á hậu 2 Hoa hậu liên lục địa Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Xin chào from Việt.